Em Khởi chỗ tôi cũng nhiên xin kính chào quý anh chị và các bạn. Em Khởi xin gửi lời chúc tốt lành nhất đến quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì em Khởi lại lên sóng review giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe đang có mặt tại chợ cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Chợ bên em thì chuyên mua bán kinh doanh và trao đổi những dòng xe cũ đã qua sử dụng. Bên em thì bán hàng có hỗ trợ banh từ 50 đến 70% giá trị của những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ kể từ đời 2014 trở về đây. Bên em thì bán hàng có cam kết bảo hành, cam kết là cam kết xe không đâm xô, không ngập nước. Giấy tờ chuẩn chỉnh 100%, 100% pháp lý không tranh chấp, ra tên đổi chủ thoải mái. Bên em bảo hành là bảo hành về khối động cơ của máy móc từ 3 đến 6 tháng. Đời thấp thì bên em bảo hành 3 tháng, đời cao bên em bảo hành 6 tháng, toàn bộ xe đều có bảo hành. Nếu như quý anh chị nào mà quan tâm đến một trong những mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em, thì anh nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111. Hoặc anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết về những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Hoặc anh chị có thể bớt chút thời gian quý báu và ngọc của mình ghé qua chợ bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Lâm Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm. Quý anh chị và các bạn đi xe khách thì xe giường nằm giường ngồi đều được qua chợ bên em. Quý anh chị và các bạn xuống xe là có mặt tại chợ rồi, xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem còn đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, những quý anh chị nào mà đã đăng ký kênh thì đừng tiếc để lại cho em một like khi lướt qua video của em. Còn những quý anh chị nào mới xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em bằng cách cho em một like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Nếu mỗi khi em lên sóng hay giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới về bên em thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo. Không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị nữa thì bây giờ em xin phép được đi giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Vâng, trước đầu tiên thì em Khởi xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một em ghét số tự động sản xuất năm 2008, máy 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Giá bên em đang chào bán là 218 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì được sơn xi màu đỏ, biển kiểm soát là 30A27905. Một mẫu xe cực kỳ là đẹp, một em ghét số tự động, máy 1.4, sản xuất năm 2008, giá chỉ có 218 triệu đồng thôi. Chiếc xe thì được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, túi khí an toàn, rồi hộp số tự động vô cấp. Giá chỉ có 218 triệu đồng thôi là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Getz sản xuất năm 2008, hộp số tự động rồi. Động cơ máy là 1.4, mang biển thủ đô, cực kỳ là chất luôn. Màu đỏ huyền bí, một màu đỏ tươi rất là đẹp. Giá chỉ có 218 triệu đồng thôi là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Getz sản xuất năm 2008 rồi. Rất đẹp, rất là chất luôn. Giá chỉ có 218 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Getz số tự động rồi, sản xuất năm 2008. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Innova. Một em Toyota Innova sản xuất năm 2015, bản E xịn, động cơ máy là 2.0, được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 15A24693. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 435 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất. Giá chỉ có 435 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Getz sản xuất năm 2015 rồi. Động cơ máy là mùa 2.0, được trang bị như la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bọc cứng, chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2022, còn rất là dài. Túi khí an toàn, rồi màn hình cam lùi, hai dàn điều hòa độc lập, cực kỳ là chất luôn. Mẫu xe rất là đẹp, đời cực kỳ là cao, máy gầm bệ cực kỳ là chất. Giá chỉ 435 triệu đồng thôi là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai, một em Toyota Innova sản xuất năm 2015 rồi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe mới về bên em, một em Lacetti CDX sản xuất năm 2010, động cơ máy 1.6, được sơn xi màu đen, biển kiểm soát là 36A 58748 thôi, chưa phải là 49. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 248 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một em Lacetti CDX sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc rồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc luôn. Động cơ máy là 1.6 rất là đẹp. Giá chỉ có 248 triệu đồng thôi. Em nó thì được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bọc cứng, chống trơn trượt, rồi gương kính chỉnh điện, gương kính cổ xòe, túi khí an toàn, điều hòa tự động, rồi hộp số tự động vô cấp, vô lăng tích hợp, túi khí an toàn,
rất nhiều thứ đã được trang bị trên chiếc xe này rồi. Form dáng thì thể thao, rất là chất, rất là đầm. Giá bên em đang chào bán chỉ có 248 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Lacetti CDX sản xuất năm 2010 rồi. Động cơ máy 5.6 cực kỳ là chất. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe, một em Hyundai Getz sản xuất năm 2010. Bản đủ nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Động cơ máy là 1.1. Được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 29A17716. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 168 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị các bạn. Đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2022, còn rất là dài luôn. Chiếc xe này một chiếc xe bản đủ nên em được trang bị túi khí an toàn, rồi đèn gầm. Một mẫu xe rất là đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, giá chỉ có 168 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Getz sản xuất năm 2010. Động cơ máy là 1.1, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và chiếc ống kính máy quay của em đây thì em cũng xin giới thiệu tiếp quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe, một em Cruise, một em Ford, một em Cruise. Một em Chevrolet Cruise sản xuất năm 2018. Động cơ máy là 1.6. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới luôn. Được sơn xi màu trắng, biển kiểm soát là 14A29657. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 375 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chỉ có 375 triệu đồng. Và quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Chevrolet Cruze sản xuất năm 2018, số sàn, động cơ máy là 1.6. Sơn xi màu trắng cực kỳ là đẹp. Em này thì được trang bị như đèn gầm cũng là đèn bi, rồi đèn LED, đèn chiếu sáng, đèn pha thông minh cực kỳ là sáng. Rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa trên cả 4 bánh, ABS chống bó cứng chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện rồi gương kính cụt xòe, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp rồi màn hình Android, màn hình cam lùi lên màn hình Android 10 inch luôn. Rồi điều hòa tự động, rồi túi khí an toàn. Rất nhiều thứ rồi đã trang bị trên chiếc xe. Rất là chất. Giá chỉ có 375 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Chevrolet Cruze sản xuất năm 2018, phân khúc hạng C luôn. Đi cực kỳ là chắc, thân vỏ rất là chắc chắn luôn. Em này còn được trang bị cả biến lùi luôn. Cam lùi rồi. Màn hình cam lùi rồi, cả biến lùi luôn. Giá bên em đang chào bán chỉ có 375 triệu đồng thôi. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu được quý anh chị và các bạn một em Elantra sản xuất năm 2018, số sàn, động cơ máy là 1.6, được sơn xi màu đen, biển kiểm soát là 14A29878. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 475 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì được trang bị rất nhiều thứ như cảm biến lùi rồi đấy, màn hình cam lùi, rồi la răng đúc kết hợp với phanh đĩa trên cả 4 bánh, rồi ABS trên 4 bánh luôn, chống bó cứng chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, rồi gương kính chỉnh điện, rồi gương kính cụt xòe, ốp vè mưa, rồi chân kính, tay hõm mở cửa, nút mở cửa thông minh, rồi nút đề đổ start top, điều hòa tự động, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp. Rất nhiều thứ đã được trang bị trên chiếc xe này rồi. Giá bên em đang chào bán là 475 triệu đồng thôi. Là quý anh chị các bạn đã sở hữu cho mình một em Elantra sản xuất năm 2018 rồi. Đấy, còn đây là cái form dáng của em, nó đằng mặt đằng trước này rất là đẹp. Đèn gầm cũng đèn bi, rồi đèn chiếu sáng cũng là đèn projector hay đèn bi siêu sáng rồi. Trông cực kỳ hầm hố, form dáng cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất luôn. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2022, còn rất là dài. Em lên hình rất là đẹp luôn, màu đen rất là chất. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009. Động cơ máy là 1.1, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, được sơn xi màu bạc, biển số là 89A03127. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 172 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Em này em tên tư nhân chính chủ cổ phần đục. Giá bên em đang chào bán là 172 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị các bạn. Em này nếu em bản đủ thì đương nhiên em cũng được trang bị đèn gầm và túi khí an toàn. Mẫu xe rất là đẹp, không lỗi một tí nào cả. Giá bên em đang chào bán chỉ 172 triệu đồng thôi.
Trước mặt quý anh chị và các bạn đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe của em Toyota Innova sản xuất năm 2015 bản V số tự động. Được sơn xi màu bạc, biển số là 19A01437. Chiếc xe này là một em số tự động bản V. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 399 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe là một bản số tự động. Em được này, em này được trang bị như đèn gầm, rồi đèn chiếu sáng thông minh, rồi la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh kết hợp với ABS chống bó cứng chống trơn trượt. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2022. Rồi vô lăng tích hợp túi khí an toàn. Đấy, điều hòa, hai dàn điều hòa tự động, hộp số tự động cung cấp. Một mẫu xe rất là đẹp, một em sản xuất năm 2012 số tự động bản V. Giá chỉ có 399 triệu đồng thôi là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Toyota Innova bản V sản xuất năm 2012, động cơ máy là 2.0, cực kỳ là chất luôn. Một em số tự động, giá chỉ có 399 triệu đồng thôi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một em Ford Everest sản xuất năm 2009, động cơ máy là 2.5, máy dầu. Được sơn xi màu hồng phấn, biển số là 28A10119. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 375 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe rất là đẹp. Em này được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng chống trơn trượt, vô lăng tích hợp túi khí an toàn, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, rồi gương kính cụp xòe, cực kỳ là chất luôn. Em này còn độ lên một đôi cảng lên xuống bằng nhôm, cực kỳ là chất. Giá bên em đang chào bán chỉ có 375 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một em Kia Rolando sản xuất năm 2016, số tự động, động cơ máy là 1.8. Chiếc xe này thì được sơn xi màu trắng, biển số là 99A499. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 489 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe rất là đẹp, một em Rolando số tự động sản xuất năm 2016, cực kỳ là chất luôn. Em này một em 7 chỗ nha quý anh chị và các bạn. Em này được trang bị như đèn gầm, rồi cụm đèn pha thông minh siêu sáng, đèn bi cực kỳ thể thao, rất là đẹp. Rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS trên cả 4 bánh luôn, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, rồi gương kính cụp xòe, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, rồi điều hòa tự động, cực kỳ là chất, kèm theo một bộ hộp số tự động vô cấp. Em số tự động mà lại không có hộp số tự động vô cấp thì cứ đi luôn. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022, còn rất là dài luôn, trang bị cực kỳ nhiều thứ rồi. Một mẫu xe rất là đẹp, rất là chất, màu trắng cực kỳ là đẹp. Giá chỉ có 489 triệu đồng thôi là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Kia Rolando sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.8 rồi, cực kỳ là chất. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một em Mazda BT50 bán tải này. Một em BT50 đấy, sản xuất năm 2014, đăng ký lần đầu năm 2015. Máy em này một em máy dầu hai cầu điện luôn, số tự động. Động cơ máy là 3.2 quan trách, hai cầu, số tự động, máy dầu, cực kỳ là chất luôn, hai cầu điện. Giá bên em đang chào bán là 445 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì được sơn xi màu mận chín, biển kiểm soát là 14C14298. Một mẫu xe cực kỳ là đẹp luôn. Em này thì được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, ốp lốc, tay hòm kênh cửa, rồi đèn pha mắt cáo đây, đèn bi mắt cáo, đèn bi mắt to hay gọi mắt cáo, rất là đẹp, cực kỳ là chất, trông cực kỳ hầm hố luôn. Rồi vô lăng tích hợp, túi khí an toàn, điều hòa tự động, cực kỳ là chất luôn. Em này còn được là độ thùng lửng rất là chất, nắp một cái đuôi đậu của thùng lửng rất là chất luôn, cảng lên xuống. Giá bên em đang chào bán chỉ có 445 triệu đồng thôi cho em Mazda BT50
sản xuất năm 2014, đăng ký lần đầu năm 2015, 3.2 máy dầu, số tự động 2 cầu điện, cực kỳ là chất. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe công vụ bên em, của em và Kia Morning bản SI, sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.25, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng. Chiếc xe này thì được sơn xi màu vàng cát, biển số là 89A08780. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 268 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì được trang bị như đèn gầm, rồi đèn LED ban ngày, đèn bi siêu sáng siêu bám đường, đèn pha đấy là đèn bi hay đèn projector siêu sáng siêu bám đường, rồi la răng đúc kết hợp 4 bánh luôn, trên cả 4 bánh, rồi la răng đúc này, phanh đĩa trên phanh đĩa kết hợp với ABS chống có cứng chống chuẩn trượt, xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện, rồi gương kính cụp xoe, vô lăng tích hợp, túi khí an toàn, rồi điều hòa tự động. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022, còn rất là dài, còn lâu mới phải đăng kiểm lại. Tháng 10 năm 2022 còn hơn năm nữa cơ. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Mazda BT50 nữa. Em này là em Mazda BT50, sản xuất năm 2013, cũng là một em máy dầu 2 cầu, số tự động, động cơ máy là 3.2 Wiatch, một mẫu xe cực kỳ là chất luôn. Trang bị la răng đúc này, 4 bánh này, kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bọc kính chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện, ốp hõm tay là mở cửa này, cả trên cả 4 cửa luôn. Đấy. Em thì được sơn xi màu mận chín, biển kiểm soát là 14C14447, mẫu xe cũng khá là chất luôn, rất là đẹp. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 435 triệu đồng, đó bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn chỉ bỏ ra 435 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Mazda BT50, sản xuất năm 2013, động cơ máy là 3.2 Wiatch, máy dầu, số tự động, 2 cầu điện, cực kỳ là chất luôn, điều hòa tự động, túi khí an toàn đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả, rất là đẹp. Giá chỉ có 435 triệu đồng thôi. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe, một em Toyota Vios, sản xuất năm 2015, bản E xịn, Vios bản E xịn, sản xuất năm 2015, tư nhân chính chủ, động cơ máy là 1.5, được sơn xi màu vàng cát, biển số là 38A25821. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 360 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì được trang bị như đèn gầm này, là đèn bi, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa trên cả 4 bánh, kèm theo ABS chống bọc cứng chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện, rồi gương kính cụp xòe, rồi túi khí an toàn, màn hình cam lùi, màn Android 10 inch luôn, màn hình cam lùi cực kỳ là to, cực kỳ là chất. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022 mới hết hạn, còn rất là dài. Toàn bộ đèn đóm, rồi tay hõm mở cửa, về mưa, chân kính đã đều được bọc lốp hết, đèn pha, rồi đèn gầm, cụm đèn phanh, lắp bình xăng, tất tần tật đã được bọc lốp bảo vệ, rồi làm tô đẹp cho em rất là nhiều rồi, đã toàn bộ đã được làm đẹp hết. Giá bên em đang chào bán chỉ có 360 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Toyota Vios bản E xịn, sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.5, cực kỳ là chất, sơn xi màu vàng cát, rất là đẹp. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe, một em Hyundai Garand i10 hai đầu bản tiêu chuẩn, sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.2, được sơn xi màu trắng, biển kiểm soát là 99A42631. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 258 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì đã được đổ lên một bộ la răng rồi, 4 chiếc la răng rất là đẹp, bản thiếu nhưng được đổ la răng rồi, giá vẫn không đổi, 258 triệu đồng. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một em Hyundai Garand i10 hai đầu bản tiêu chuẩn nữa, sản xuất năm 2015, động cơ máy 1.2, tên tư nhân,
biển kiểm soát là 89A06136, màu sơn thì màu sơn trắng, hai chiếc xe màu trắng độ cận nhau rất là đẹp. Giá với em này cũng chỉ có 258 triệu đồng thôi. Em này thì đã được nâng độ lên một đôi đèn gầm và màn hình cam lùi rồi, giá vẫn không đổi, chỉ có 258 triệu đồng thôi. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu được quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Grand i 12 đầu bản tiêu chuẩn nữa. Em này thì được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 30A72337. Chiếc xe này thì động cơ máy cũng là 1.25, sản xuất năm 2015. Giá thì cũng chỉ là 258 triệu đồng thôi, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì cũng đã được nâng độ lên lá răng đúc rồi, lá răng đúc 4 bánh, rất là chất luôn. Giá vẫn không đổi, 258 triệu đồng, cực kỳ là chất. Trước mặt quý anh chị và các bạn đây thì em xin giới thiệu được quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning bản Sport, sản xuất năm 2011, động cơ máy là 1.1. Xin lỗi quý anh chị và các bạn, động cơ máy là 1.30, sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, bản Sport luôn. Em được trang bị như đèn gầm rồi la răng đúc và đèn LED ban ngày, đèn chiếu sáng, đèn bi hay đèn có projector siêu sáng siêu bám đường, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện rồi gương kính cụ xòe, rồi nút mở cửa thông minh, nút đẩy lổ start top, vô lăng tích hợp túi khí an toàn rồi điều hòa tự động, xây ghế, xây gương, đầy đủ những trang thiết bị rồi. Được sơn em này thì được sơn xi màu xanh, biển số là 29A49983. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 192 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. 192 triệu đồng, đời 2011, nhập khẩu nguyên chiếc, bản Sport luôn, nút đề lỗ, start top luôn. Giá chỉ có 192 triệu đồng thôi. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe, một em Kia Morning. Đấy. Sản xuất năm 2016. Động cơ máy là 1.25. Em này một em Kia Morning bản tiêu chuẩn, sản xuất năm 2016, tên tư nhân. Giá bên em đang chào bán là 245 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 89A25653. Quý anh chị và các bạn không thích biển 53, kể cả Hưng Yên vẫn rút hồ sơ bấm biển mới luôn cho quý anh chị và các bạn, kể cả Hưng Yên bấm biển mới luôn, không còn biển 53. Chiếc xe này thì đã được độ lên đèn gầm rồi la răng đúc, màn hình cam lùi bằng bản đủ luôn, giá chỉ có 245 triệu đồng thôi, lên full đồ luôn, bằng bản đủ giá chỉ có 245 triệu đồng. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu được quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2017, động cơ máy là 1.25, được sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát là 30E42942. Chiếc xe này thì mang tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, động cơ máy là 1.25, sản xuất năm 2017, giá chỉ có 255 triệu đồng. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Kia Morning sản xuất năm 2017, động cơ máy 1.25, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, mang biển kiểm soát Hà Nội 30E42942, giá 255 triệu đồng. Em này thì đã được nâng độ lên đèn gầm và màn hình cam lùi, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022, còn cực kỳ là dài luôn, cực kỳ là dài, mới đăng kiểm luôn, không sợ vặt lóng vặt nguội gì cả. Giá chỉ có 255 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning bản SI sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.25, giá bên em đang giao bán chỉ có 258 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì được trang bị như đèn gầm, rồi đèn LED ban ngày, đèn chiếu sáng, đèn bi hay đèn projector siêu sáng siêu bám đường, rồi la răng đúc kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bô cứng trơn trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện rồi gương kính cụt xòe, túi khí an toàn rồi vô lăng tích hợp, điều hòa tự động, cực kỳ là chất. Giá chỉ có 258 triệu đồng, đời 2016, giá chỉ có 258 triệu đồng thôi, lên full đô, màn hình cam lùi, không thiếu một cái thứ gì. Bản SI sản xuất năm 2016, cực kỳ là chất luôn. Vừa rồi thì em Khởi cũng đã đi giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe đang có mặt tại chợ cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Nếu như quý anh chị nào mà quan tâm đến một trong những mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em
thì anh nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết về những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Hoặc anh chị có thể bớt chút thời gian quý báu vàng ngọc của mình ghé qua chợ bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Lâm Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm. Quý anh chị và các bạn đi xe khách thì xe giường nằm, giường ngồi đều đi qua chợ bên em. Quý anh chị và các bạn xuống xe là đã có mặt tại chợ rồi, xem tận mắt ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, nhưng quý anh chị nào mà đã đăng ký kênh thì hãy đừng tiếc để lại cho một like khi lướt qua video của em. Còn những quý anh chị nào mới xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em một cách cho một like, nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi khi em lên sóng giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới về bên em thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo. Đấy cũng là cái niềm vui, niềm động lực rất là lớn của em, làm cái nguồn nuôi sống kênh của em, làm kênh của em lớn mạnh, lan tỏa đến nhiều quý anh chị và các bạn hơn, nhiều quý anh chị và các bạn biết đến em hơn. Đấy là cái niềm động lực, niềm vui rất là lớn của em rồi. Em chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành với em suốt thời gian qua. Em chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn.